Chào mọi người, hôm nay Ngọc sẽ làm món gỏi bông súng nha mọi người. Món này chúng ta ăn với cơm hay ăn với bún đều rất là ngon mọi người ơi. Ở dưới quê thì các bạn không thể không biết bông súng rồi, nhưng các bạn phải trộn gỏi như thế này thì ăn nó càng ngon hơn đây. Và đây là dĩa gỏi bông súng Ngọc vừa làm xong nha mọi người ơi. Gỏi bông súng này nè các bạn, ăn giòn ngon, đặc biệt là chấm với cái chén nước chấm thần thánh nữa thì còn gì bằng mọi người. Chúng ta hãy cùng vào bếp làm nha. Ở đây Ngọc dùng 600g bông súng đã được làm sạch nha. Các bạn nên chọn loại cái bông á thì các bạn ăn nó sẽ giòn và ngọt hơn nha. Đầu tiên thì chúng ta cho đây một muỗng cà canh muối nè. Chúng ta cho chanh vào để chúng ta ngâm bông súng nha. Các bạn cắt thành từng khúc, sau đó các bạn chẻ mỏng ra để bông súng chúng ta giòn ngọt và nó trắng hơn ha. Sau khi các bạn chẻ hết phần bông súng á thì chúng ta đi tiến hành làm cái phần dưa leo nha. Đối với dưa leo thì các bạn nên lấy cái phần vỏ, các bạn bỏ cái phần ruột đi nha. Thế cho khi chúng ta làm gỏi, phần dưa leo nó sẽ giòn và không bị ra nước nhiều á mọi người. Và sau đó thì các bạn dùng một cái bàn chọn, các bạn chọn cái phần dưa leo này nha. Các bạn chọn thành những khoanh dài dài như thế này, bạn nghe khoảng một phân nha. Và cái phần cà rốt thì cũng vậy, các bạn cũng sắc mỏng, sau đó chúng ta sẽ chọn cho nó đẹp hơn. Nếu các bạn không có bàn chọn thì các bạn có thể dùng dao với sắc mỏng đều ngon ha. Sau khi tất cả các nguyên liệu đã làm xong rồi đây thì chúng ta tiến hành làm thôi. Các bạn ướp vào đây 3 muỗng canh đường nha. Chúng ta làm cái bước này thì khi chúng ta trộn gỏi, gỏi chúng ta sẽ giòn mà không bị mềm nha các bạn. Phần dưa leo và phần cà rốt thì chúng ta ướp 2 muỗng canh đường và các bạn để trong vòng 15 phút nha. Sau đó thì chúng ta sẽ đi chắc bỏ cái phần nước, cái phần gỏi dưa leo nè. Nó đã ra nước thế này, nó thấm đường rồi các bạn. Thì chúng ta sẽ chắc ra và chúng ta trộn gỏi thôi. Do cái phần gỏi chúng ta đã ướp đường trước rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần cho chanh vào. Các bạn cho vào đây một trái chanh nha và 2 muỗng canh đường. Do chúng ta đã có lọc đường băng sẵn rồi thì các bạn cho ít đường lại nha. Chúng ta cho 2 muỗng canh nước mắm, sau đó các bạn trộn đều lên. Đối với gỏi thì các bạn cho nước mắm nó sẽ ngon hơn là muối nha, để gỏi chúng ta luôn giòn ngọt các mọi người. Và sau cuối cùng thì chúng ta sẽ bày biện ra thôi nào. Cuối cùng thì đã hoàn thành rồi đây. Mọi người nhìn nè. Ngon ghê chưa? Cái này ăn với nước mắm hay nước chấm thần thánh này đều ngon. Video lần trước Ngọc đã chia sẻ với các bạn cách làm nước chấm này rồi, thì các bạn hãy cùng làm và thưởng thức với chén gỏi này nha. Giòn ngọt kiết chưa? Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn nha.